Cú đấm thép từ Gaming TV xin chào mà tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì xem clip của thằng Cú đấm thép thì mấy bạn đã biết rồi. Má vô là phải like cái này. Like cái xong bắt đầu ghê. Xem clip hơn. Xem mà thấy không khoái hơn, địch like. Ai mà đăng ký kênh không, hủy đăng ký luôn không. Đó, đơn giản như thế. Nói chung like trước khi xem thế mới giàu đó. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh không, vô like cái nhẹ. Like xong bắt đầu coi không thấy phái đúng không? Địch like liền ha. Xuống bình luận chữ clip như cái sơ sơ người ta đó. Đơn giản như thế, trời quá đơn giản luôn. Thì có thể hôm nay sẽ không phải là clip mà quánh game nữa. Bữa nay làm cái clip thử thách luôn. Ghê không? Quá ghê luôn. Thì như các bạn đã thấy là giới thiệu cho mấy anh mấy em được coi rồi. Thử thách cái quần què phải giới thiệu với từ chỉnh mấy lay cam đồ cho nó rõ ràng á. Thấy cái nhan sắc của tôi nó ghê gớm cỡ nào không? Trên tay tôi thì mấy bạn đã thấy đây cũng tầm cỡ 1 ký chanh á, mấy thế 1 ký chứ không phải giỡn đâu. 1 ký mua hết 10.000 đồng bạc á mấy thế. Giỡn đâu ha, 1 ký chanh nha mấy thế đó. Tay đây là dao để cắt chanh ăn chứ không có gì hết á. Dao là dao để cắt chanh ăn ha. Còn đây là chén để hỗ trợ cho cái công việc ăn chanh nó trôi chảy hơn đó ha. Chấm muối đồ ăn cho nó gọi là nó có bài bản hơn. Ta nói đây nó quan trọng mà. Cái đây nó mới quan trọng mà mấy thiết. Cái này mới quan trọng nè. Tại ten ra ngoài tiệm thuốc tây hỏi cô có loại thuốc nào mà uống vô mà nó không ỉ không cô? Có thuốc này uống vô không ỉ con. Thuốc này con uống vô là bao ỉ luôn, 3 ngày không ỉ luôn. Đù má mày nói, đù má thuốc hay gì cô? Thuốc hay vậy, bán con dĩ đây. Mà uống vô không ỉ con, mà nó chỉ cứ ói thôi chứ nó không ỉ. Con mẹ bán thuốc tây mẹ cũng có tâm dễ sợ luôn á chứ. Có tâm lắm á, thiệt nóng thiệt á chứ. Quyết định là mua vị thuốc này. Ăn chanh sợ ỉ mấy thiếp. Bởi vậy mua thuốc uống vô cho nó khỏi ỉ chứ không gì hết ha. Đó, nó chỉ có 3 món đơn giản vậy thôi. Như là ly nước uống rồi vậy thôi, nhấp chơi vậy thôi. Thì hôm nay làm cái clip này cũng mục đích chính là thử thách bản thân mình là ăn cái chanh đồ nó sao không, nó như thế nào, nó có ỉ chảy không. Và sẵn đây mình lên mình gọi là tâm sự sầm sàm cho mấy bạn xem hả. Nhớ nha, xem clip đừng ỉ nha. Chứ dạo này tôi thấy mấy bạn bình luận với phần comment á, anh ơi xem clip anh mà em xem xong rồi bắt đầu em ra em ỉ xong em vô em xem xong em ỉ luôn.
bỏ gió, ăn vỏ luôn nó đắng chịu không nổi các bạn. Mới có hai trái rồi mà thấy tàu thấy đất rồi đó. Làm cái nữa nè. Nuốt nước rồi.
Xong. Tiêu à. Cái này tiêu. Kết thúc clip này đây nha, bye bye mấy bạn nha. Quên. Xem clip nhớ like.